Hai cô chú anh chị, sáng nay cả nhà Kim đang chuẩn bị đi ra sân bay để đi về lại bên Anh hả mọi người. Hồi bữa giờ ở Sài Gòn mấy ngày nhưng mà Kim bận á, Kim chạy tới chạy lui mua cái này mua cái kia, làm nhiều mấy việc nữa, cho nên là không có quay phim đó cô chú anh chị. Let's go Chi. Chuyến bay của Kim từ Việt Nam về Anh thì quá cảnh ở Doha hả cô chú anh chị. Thì trong hai chuyến bay á, Kim bị say máy bay mọi người. Kim bị say máy bay, Kim ói cho nên là Kim không ăn uống gì hết, Kim rất là mệt luôn. Chị ơi, đã lấy hành lý rồi hả cô chú anh chị? À, đang đợi xe đến đón rồi mọi người. Đã về tới nhà rồi nè cô chú anh chị ơi, chị ok. Chị bị chảy máu cam mọi người. Nãy trên máy bay chị cũng đã bị rồi đó cô chú anh chị. Bây giờ là 9 giờ hơn rồi đó mọi người, bây giờ sẽ mình dọn dẹp cái đồ này đi, ngày mai thì mình mới khui thùng ra hả cô chú anh chị. Rồi làm cái gì cho em Chi ăn nè. Thay đồ chuẩn bị đi ngủ luôn, 9 giờ tối rồi. 9 giờ tối này, bây giờ bên Việt Nam là mấy giờ ta? 11, 12, 1, 2, 3, là 3 giờ sáng đó cô chú anh chị. 3 giờ sáng ở Việt Nam. Con làm đấy. Sáng ra Tony làm đồ ăn sáng nè cô chú anh chị, thank you honey. Đồ sáng ra Kim đang banh ra nè, mà Kim chưa có dọn nữa. Thank you. Okay, rồi chị ăn đi, ngon quá, ba làm nè. Hello chị. Xin chào các bạn. Xin chào ông bà cô chú nữa con. Xin chào con bà con chú. Đây cái nhà của Kim sau hơn một tháng hả cô chú anh chị. Mấy cái cây này ở nhà ba mẹ chồng Kim mới có qua tưới nước giùm nè, cho nên là Kim thấy nó vẫn ẩm ướt ha. Cây này trong nhà. Cái cây này mẹ cũng lấy ra ngoài để mà đây nè. Đó. Cái sân vườn phía sau nữa cô chú anh chị, bây giờ nó đã bớt hoa rồi. Mấy cái hoa đó, nó cũng đã tàn nè cô chú anh chị. Và cái cỏ phía sân sau này nè, ba mẹ chồng Kim có qua cắt giùm luôn. Kim thấy ba mẹ có dọn dẹp mấy cái này nè, chắc dọn dẹp quét sân giùm Kim. Có mưa đó, ẩm ướt. Bây giờ Kim sẽ dọn dẹp ba cái hành lý của Kim xong rồi tắm rửa rồi đi siêu thị mua đồ ăn hả cô chú anh chị. Còn cái ngoài sân vườn này thì mình để mình tính sau đi, mai mốt vậy hả mọi người. Đó, đồ chơi em Chi nè. Sáng ngày em nó bài một khúc rồi đó. Rồi coi tivi. Đi tắm chơi, tắt tivi đi con. Tắt tivi đi tắm. Cái phía sau, cái sân trước của Kim hồi tối qua Kim cũng đã nhìn thoáng qua rồi, Kim thấy vẫn còn hoa đó cô chú anh chị. Chút nữa Kim ra ngoài Kim sẽ quay cho mọi người xem. Đây. Cái cây này vẫn còn sống luôn. Bây giờ Kim sẽ dọn mấy cái vali này nè. Vali của ba Chi thì ba Chi đã rinh lên lầu rồi mọi người. Cái nhà bếp. Nhà bếp sáng ra nấu ăn thì cũng đã bài một chút xíu rồi hả cô chú anh chị. Hello Chi. Bây giờ đang chuẩn bị đi siêu thị cô chú ơi, đi siêu thị để mua đồ ăn hả mọi người. Ở đây cái hoa trước cửa nhà Kim nó vẫn còn nè cô chú anh chị. Vẫn còn luôn. Nhưng mà kiểu như là bây giờ nó bị sâu quá trời luôn nè, nó bị sâu ăn nè. Hôm nay 16 độ hả cô chú anh chị. Đang ở Việt Nam 30 mấy độ, bây giờ về tới đây 16 độ, giảm hơn phần nửa luôn mọi người. Nhưng mà cũng chưa có lạnh lắm cô chú anh chị, hơi mát lạnh ha. Xin chào bà cô chú đi Chi. Xin chào con bà cô chú. Hello honey. Xin chào con bà cô chú. Xin chào các bạn. Xin chào các bạn gì? Chào bà cô chú với các bạn gì trời. Con bà cô chú. Cái hộp nho ba loại này một ký có khoảng 70 ngàn hả cô chú anh chị, rất là rẻ luôn.
chuối. Chuối này là 1 đồng, là khoảng 30.000 một ký nè cô chú anh chị. Chuối này rất là ngon luôn nè, chín vàng mà đẹp, không biết là người ta có rửa thuốc không mình không biết ha. Cái thơm Costa Rica hả mọi người, mà chưa đến 60.000 một trái. Trái này lớn lắm cô chú anh chị, trái này khoảng 1 ký mấy luôn á. Đi tới 5 tuần lần hát cô chú anh chị, cho nên là bây giờ về á mình phải cần nhiều đồ mọi người, mua rất là nhiều đồ ăn luôn. Tại vì tuần này cũng có hai anh của Chi đến chơi nữa đó, mua đồ ăn sáng, ăn trưa, ăn tối gì cho các bạn nhỏ luôn, với lại trái cây nữa. Như cô chú anh chị thấy đó là Kim ăn theo tay luôn đó mọi người, ăn theo chồng luôn. Cho nên là ít có nấu món Việt lắm. Món Việt thì khi nào ba Chi mà đi công tác á, thì ở nhà Kim thèm món Việt thì Kim tự nấu ăn thôi, chứ cũng ít có nấu món Việt lắm cô chú anh chị. Cherry của anh này hả cô chú anh chị, cái hộp này 400g. Con muốn ăn thử không? Chị ăn xem cherry không? Chị ăn cherry không? Ngon lắm luôn. Muốn ăn nho. Chị nó muốn ăn nho mà nho mày để cái hộp dưới rồi, chút nhà mày lấy cho. Cái cherry này chị không thích ăn cô chú anh chị, không thích ăn cherry. Chị ăn cherry nữa không? Không. Chị ăn một trái mày quay phim cho cô chú coi, chị ăn thử coi. Nè, cái này ngon nè. Không ăn hả? I want to have that one with the stick. Rồi chị ăn đi. Ngon. Chị nó không thích ăn cherry cô chú anh chị. Mấy lần nó không ăn mà hôm nay nó ăn thử đó. Ngọt lắm mọi người. Ba chị đang đổ xăng. Ba chị cũng không thích ăn cherry luôn á cô chú anh chị. Có ăn nữa hả? Trời ơi. Ăn có miếng vậy thôi, nó không ăn nữa nè. Ngon quá chừng rồi. Ngọt ngay luôn. Đây là cherry anh hả cô chú anh chị. Cái này trồng ở Ken. Ken là ở ngoài chỗ London, đi ra ngoài chút xíu á mọi người. London đi ra nữa. I was thinking where the hell are we? We're only in Germany. You know, it's not like, but it must have been, yeah, it was the Austrian mountains, yeah. Pretty Ba chị giờ rửa xe nè cô chú anh chị, tại vì xe mình đi hơn 1 tháng mọi người, để nhà, để ở ngoài đó. Trời mưa rồi gió bụi nè, bụi bặm nó bám ở trên cái cửa kính nè cô chú anh chị, nhìn thấy ghê. Mà cái mỗi lần mà đi vô trong chỗ này rửa xe nó kim chóng mặt cái lắm, nhìn cái này nó chạy qua chạy lại mình cảm giác mình bị say xe á cô chú anh chị. Chiều có hai anh của Chi đến chơi hả cô chú anh chị, thì cả nhà Kim nó về Việt Nam đã 5 tuần rồi thì không có gặp hai anh của Chi, cho nên là bây giờ hai anh sẽ qua đây ở chơi 1 tuần nữa cô chú anh chị. Mà tuần sau nữa là bắt đầu nhập học rồi. Thì tuần này ở bên đây chơi với Chi 1 tuần hết mọi người. Cái cây thông lá đỏ này bây giờ nó đỏ quá chừng, đẹp quá chừng này cô chú anh chị. Cái hồng này lúc trước Kim đi là nó đã có một đợt bông rồi đó hả mọi người. Bây giờ nó lại có nụ nữa nè. Nụ này đẹp lắm, nó màu hồng, nó nở ra đẹp lắm cô chú anh chị. Ở đây thêm một cái cây hồng này nữa. Ôi trời ơi, sâu quá trời sâu luôn nè cô chú anh chị. Đâu rồi? Đây nè. Mọi người thấy không? Sâu nè. Trời ơi, sâu quá trời, nó ăn. Oh my god. Sâu. Trời ơi, con sâu nè. Con sâu nó ăn lá bông hồng nè. Quá trời, quá đất luôn. Mọi người thấy không? Đi ghê quá. Cái này phải mang bao tay vô bắt chứ mình không có dám bắt mà mình nhát tay nữa cô chú anh chị. Đây là dâu tây nè mọi người. Dâu tây. Nhưng mà giống như là không có phân thuốc gì đó, trái nhỏ nhỏ hết mọi người. Cái giáp cá của Kim nè, cái chậu giáp cá nè, quá trần xâm xê luôn. Cái
nó có sâu nhiều này, chắc sâu từ cái chậu hồng nó bò qua rồi nè cô chú anh chị. Quá chừng nó ăn lủng lỗ lá hết trơn. Còn mấy cái bông này nó cũng rụi tàn luôn rồi, giống như là con sên nó ăn đây nè. Quá trời con sên bự nè cô chú vậy, thấy không? Nhìn cái con sên là thấy ớn lạnh luôn đó mọi người. Chút nữa Kim sẽ lấy cái cây Kim gấp Kim bỏ vô trong cái hộp. Kim có cái hộp á, Kim bỏ vô xong Kim chế nước giấm vô. Xong rồi đậy nắp lại là nó sẽ tự ngủm luôn mọi người. Dâu nè. Dâu này chín á, rồi không có ai hái nè mọi người. Xong rồi cái con gì nó ăn luôn, nó thúi luôn nè. Giống như sên nó ăn á. Đây nè, vẫn còn ca bông ra trái nhiều hả cô chú anh chị đây. Vẫn còn trái nhiều nè. Sên ăn hết trơn mọi người. Sên ăn hết trơn. Bị gì vậy con? Té hay gì? She slipped her feet forward and she fell into the net. I'm gonna play it. Ô, cẩm tú cầu của Kim nè. Cẩm tú cầu bữa nay nó cũng già hết trơn rồi mọi người, nó tàn rồi. Đây là cái giống như cái màu xanh hả mọi người, xanh tím á cô chú anh chị. Đây nè, Kim đi lâu á, Kim không có ở nhà bắt mấy con sên, con sâu gì đó. Nó ăn mấy cái lá trụi hết trơn rồi mọi người. Ở bên này á là sên nhiều dữ lắm. Đây là cái hoa hướng dương hả cô chú anh chị. Đây nè, sâu, con sên sâu gì nó ăn hết trơn rồi cô chú anh chị. Nó ăn trụi lá hết trơn. Ở đây Kim cũng có một mớ rau dấp cá luôn. Nhưng mà ở đây sao cái lá nó màu tím rịm của cô chú anh chị, giống như là nó bị lạnh á. Cái hoa cúc này là giống như nó ra bông đợt 2, đợt 3 đó cô chú anh chị. Lúc trước nó ra một cái đợt đẹp lắm, bây giờ nó ra cái đợt sau nó vẫn còn nụ nè mọi người. Cái hoa này ra bông lâu dữ lắm luôn. Ra bông từ mùa, từ đầu xuân đến mùa thu luôn đó cô chú anh chị. Nè, phía bên này Kim có cây táo nè. Cây táo lúc mà Kim đi á, Kim hái Kim để lại đâu 4-5 trái gì đó. Mà giờ chắc sâu hết trơn rồi nè. Sâu hết rồi, cái này cũng không ăn được nữa mọi người. Cái này mà không biết làm sao cho nó không có sâu hết cô chú anh chị. Chắc là mình phải bọc lại phải không cô chú anh chị. Đây nè, còn đang trái nữa nè. Cũng giống như là có sâu sâu hay gì đó. Ôi cái bụi dâu này, cái trái to quá chừng à. Rồi con sên nó đã bò qua đây rồi nè mọi người. Bắt cái đầu nó thôi. Nó ghê quá. Bắt mà có mang bao tay nhưng mà bắt ớn ớn cái tay đó mọi người. Bỏ vô cho vô cái hũ đó đi. Nãy Kim thấy trong đây có con sên nữa nè. Trong cái rau ốc cá nè. Đây, đậu đây nè. Cả nhà Kim đã ăn tối xong rồi cô chú anh chị. Thì bây giờ đang cùng nhau xem phim nè. Em Chi thì đã say giấc nồng rồi cô chú ơi, em Chi ngủ sớm rồi. Xin cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video. Xin hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Và nhớ bấm chuông để đón xem những video tiếp theo.